Ngày 29 tháng 5, trên mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại cảnh chiếc xe máy mất phanh trôi rất nhanh trên đèo ở Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Người phụ nữ ngồi phía sau liên tục ra tín hiệu cầu cứu và đã được một thanh niên đi xe máy phía sau dùng tay kéo dừng chiếc xe lại thành công. Nhiều người gọi thanh niên này là người hùng bởi đây là hành động dũng cảm, vừa phải có sức khỏe, vừa cần bản lĩnh mới thực hiện được. Được biết, thanh niên trong clip nói trên là anh Đinh Văn Chiến, 30 tuổi, ở xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Trao đổi qua điện thoại với phóng viên sáng ngày 30 tháng 5, anh Chiến cho biết anh làm nghề sửa chữa xe lưu động ở khu vực Tam Đảo. Anh Chiến cho biết, chiều ngày 29 tháng 5, khi đang di chuyển trên đèo Tam Đảo để sửa xe máy, anh thấy chiếc xe SH1 do một người đàn ông điều khiển, phía sau chở một phụ nữ và một cháu nhỏ có dấu hiệu bị mất phanh. Anh Chiến đã đuổi kịp chiếc xe tay ga anh dùng một tay lái xe, chân đạp phanh, một tay kéo chiếc xe máy dừng lại an toàn. Đồng thời lúc đó, người đàn ông điều khiển xe máy SH1 cũng cố lê hai chân xuống đường để tạo ma sát nhằm dừng xe lại. Theo anh Chiến, đường đèo lên thị trấn Tam Đảo có độ dốc lớn và quanh co, nên trước khi di chuyển lên đây, người dân cần kiểm tra kỹ lưỡng lại hệ thống phanh của phương tiện.